Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Ngày 11 tháng 3, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát đã có buổi tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của ngành năm 2014. Bên cạnh đó thì Hiệp hội cũng đã công bố kết luận của Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương về chất lượng sản phẩm cũng như quy trình sản xuất của công ty Tân Hiệp Phát. Theo đó, ngày 13 tháng 2, Đoàn Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã thanh tra đột xuất an toàn thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và có kết luận công ty chấp hành đúng quy định an toàn vệ sinh thực phẩm theo thông tư số 15 của Bộ Y tế. Các kết quả xét nghiệm thời gian qua đều đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng theo nội dung công bố quy định an toàn thực phẩm. Thì dây chuyền sản phẩm của Tân Hiệp Phát, chúng tôi cam kết là không thể có vật lạ đi vào bên trong trong quá trình sản xuất. Chúng tôi cũng xin lỗi, vừa qua thì chúng tôi cũng đã có những dư luận và chúng tôi cũng đã xử lý khủng hoảng. Chúng tôi cũng đã chờ những cơ quan chức năng để trả lời và chúng tôi cũng đã trả lời hơi chậm. Bên cạnh đó, công ty vẫn còn một số hạn chế và vi phạm như quy trình rửa tay niêm yết bằng hệ thống vòi tự động hoặc mở nước bằng chân nhưng thực tế mở bằng tay, khu vực chiết rót chai thủy tinh sữa đậu nành Soya trần nhà chưa phẳng, tại kho nguyên liệu kim ngân hoa được sắp xếp cách tường 30 cm nhưng có chèn cáp pallet. Trong năm 2014, công ty cũng tiếp 5 đoàn thanh kiểm tra đột xuất và cũng chưa có công bố nào về việc vi phạm tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất. Những vụ việc như nước ngọt có ruồi hay sữa đậu nành bị vẩn đục vẫn đang được công ty xem xét theo hướng vận chuyển lưu thông, không ngoại trừ khả năng bị cạnh tranh không lành mạnh.